Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Destiny Family và xứ sở cao vời Texas. Hôm nay mình làm video để nói về những thứ cần thiết các bạn mang theo khi đi du học Mỹ. Trước tiên thì các bạn cần phải có vé máy bay. Vé máy bay rất là quan trọng nha các bạn, tại vì không có vé máy bay các bạn không lên máy bay được. Vé máy bay thì các bạn cần phải cầm theo xuyên suốt chuyến bay luôn nha các bạn, tại vì khi mà các bạn đến chẳng hạn như là Đài Loan hay là Hồng Kông hay là Nhật Bản thì các bạn cần phải quá cảnh ở đó và các bạn chuyển qua cái máy bay lớn để đến nước Mỹ, thì đến những cái khu vực đó thì người ta cũng sẽ kiểm vé máy bay một lần nữa hay sao đó, thì các bạn cần phải giữ cái vé máy bay xuyên suốt cuộc hành trình luôn. Thì nếu mà để chắc ăn thì các bạn cũng có thể chụp hình cái vé máy bay lại, để lỡ mà các bạn có thất lạc cái chiếc vé đó thì các bạn vẫn còn lưu lại ở trong phone của các bạn, hoặc là các bạn còn cẩn thận hơn nữa thì các bạn chụp hình rồi các bạn bỏ vào cái Gmail của mình đó, cái Gmail của mình đó, thì khi mà lỡ mà có gì thì mình cũng có thể mở cái Gmail mình ra mình kiểm tra được. Đi máy bay thì mình sẽ có hai loại hành lý, đó là hành lý xách tay và hành lý ký gửi. Các bạn nên bỏ vào hành lý xách tay những gì thì mình khuyên là mình phải cần có một chiếc ba lô, các bạn nam hay bạn nữ cũng vậy, cần có một chiếc ba lô để các bạn có thể bỏ hết tất cả từ những cái thứ quan trọng mà các bạn không nên ký gửi mà các bạn lúc nào cũng bỏ bên mình, thì các bạn cần phải có chiếc ba lô này nhé. Thì trong chiếc ba lô này các bạn cần những gì? Các bạn cần phải có passport. Passport là quan trọng nhất, tại vì nó có cái visa, người ta cấp cái visa trong đây. Nếu mà không có passport thì các bạn không thể nào vào nước Mỹ được. Thì các bạn nên nhớ nhé. Thì để an toàn á, các bạn mua một cái folder để các bạn có thể bỏ hết những cái giấy tờ vào. Rồi bên cạnh passport thì các bạn cần phải có những cái giấy tờ tất liên quan tới bản thân của các bạn. Giấy tờ các bạn cần thiết đó là giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, rồi giấy tờ học tập, chẳng hạn như học bạ cấp 3, cấp 2, giấy tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, phiếu điểm đại học nếu các bạn có học đại học rồi. Nếu mà có tốt nghiệp đại học thì cần có giấy tốt nghiệp đại học luôn. Rồi, các bạn cũng đừng quên là có một cái chiếc túi nhỏ. Cái túi này để các bạn đựng những cái giấy tờ nhỏ nhỏ, chẳng hạn như giấy chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng. Rồi các bạn cũng bỏ một ít tiền mặt nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng tiền mặt. Thì mình biết rằng á là tiền mặt người ta không cho đem quá 5.000 đô, nên các bạn cũng đừng có đem nhiều, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới các bạn. Nếu mà các bạn đem quá 5.000 thì ở cửa khẩu người ta sẽ làm khó các bạn thôi. Nên tốt nhất là mình đem ít tiền mặt thôi, chủ yếu là thẻ ngân hàng, tại vì qua Mỹ người ta cũng ít xài tiền mặt lắm, người ta xài thẻ là chủ yếu. Nên các bạn mua một chiếc bóp nhỏ như thế này nè, bỏ hết các giấy tờ nhỏ nhỏ, chẳng hạn như vé máy bay cũng được, các bạn cũng bỏ vô đây. Rồi các bạn bỏ hết vô cái ba lô này, và nhớ là đừng có quên cái ba lô của các bạn nha, lúc nào cũng ôm bên mình hết. Các bạn có buồn ngủ ở trên máy bay thì các bạn cũng phải ôm cái ba lô trên người, tại vì cái này là tất cả những gì quan trọng đối với bạn. Tiếp theo là các bạn cần phải có một chiếc điện thoại để liên lạc. Khi mà các bạn tới nơi rồi thì các bạn cũng có thể liên lạc đến những cái người mà đón bạn ở sân bay, hoặc có thể liên lạc được với trường học của các bạn, hoặc là các bạn cũng thể nhắn tin, gọi điện thoại FaceTime về gia đình nói là con đã tới nơi rồi. Thì điện thoại á, mình không khuyến khích các bạn á là mua điện thoại quá xịn. Nếu mà các bạn ở Việt Nam có điện thoại xịn rồi á thì mình không nói, nhưng mà nếu mà các bạn nào chưa có điện thoại xịn, chỉ có điện thoại cũ thôi, mình không nên nâng cấp điện thoại mình quá xịn. Tại vì ở bên Mỹ người ta bán rất là nhiều loại điện thoại iPhone, Samsung, rồi LG này nọ, nên các bạn cũng không cần thiết là mua điện thoại quá xịn ở Việt Nam rồi qua Mỹ. Tại vì khi các bạn qua Mỹ, người ta gắn SIM điện thoại vô thì người ta phải cần bẻ khóa này nọ, thì lúc đó các bạn cũng phải đóng thêm tiền là 100-200 đô gì đó. Hỏi cùn thôi, chủ yếu là nhắn tin này nọ hay là được rồi á, thì các bạn đem theo mấy cái điện thoại đó cũng được, không sao hết. Rồi khi mà qua đây đợi một thời gian mà Black Friday hay là những cái event hay là holiday ở bên Mỹ á, thì người ta sẽ giảm giá, thì các bạn sẽ mua được những cái điện thoại với giá rất là mềm, rồi các bạn cũng không cần phải bẻ khóa tốn tiền nữa. Tiếp theo là các bạn cũng không quên mang theo laptop, đó là các bạn cũng bỏ trong cái ba lô của các bạn luôn nhá, tại vì cái laptop này nó cũng sẽ là hàng dễ vỡ, hoặc là mấy cái điện tử á, các bạn cũng không nên là bỏ vô hành lý. Thì cũng như mình đã nói, nếu mà các bạn nào có laptop xịn á thì mình không nói, còn nếu các bạn có laptop thường á thì không nên nâng cấp làm gì. Sau này qua Mỹ rồi các bạn sinh sống một thời gian học tập rồi, các bạn có biết được là cái ngành học của mình là ngành gì, cần loại máy tính nào phù hợp, thì lúc đó các bạn mua sau cũng không muộn.
ở bên Mỹ cũng có đa dạng các loại sản phẩm điện tử nữa, và giá cả của nó thì mình so với Việt Nam thì mình nghĩ sẽ rẻ hơn, tại vì đây là cái nơi xuất xứ mà iPhone hay là Apple này nọ là nó bán tại Mỹ, gốc tại Mỹ, nên giá của nó sẽ mình nghĩ là sẽ mềm hơn. Rồi các bạn cũng đừng quên đem theo cục sạc điện thoại nhé, và cục sạc máy tính. Cục sạc điện thoại thì các bạn cũng có thể là bỏ vô cái ba lô, phòng ngừa trường hợp là bạn lên máy bay mà bạn xài hết pin luôn thì khi mà đến những cái nơi mà quá cảnh á, người ta cũng có chỗ để sạc thì các bạn cũng có thể sạc pin được. Mình quên nữa, các bạn cũng nên đem thêm một cái cục sạc dự phòng, phòng ngừa trường hợp là mình cần sạc pin hoặc đi một cái chuyến bay nó khá là dài á thì mình cũng có cái cục sạc dự phòng. Rồi các bạn bỏ hết vô ba lô. Đó là hành lý xách tay, các bạn nhớ nhé, giấy tờ, tiền bạc, các thiết bị điện tử như là điện thoại hay là máy tính thì các bạn đem theo trong hành lý xách tay. Thì các bạn nên nhớ là khi mà lên máy bay người ta không có cho đem theo đồ ăn thức uống nhiều, chẳng hạn như nước uống thì người ta cho một cái khối lượng nhất định thôi, thì các bạn cũng không lo, tại vì trên máy bay người ta phục vụ mình tận tình lắm, mình khát nước thì mình nói với người ta thì người ta bưng nước hoặc là bưng cái nước trái cây đến cho mình uống thôi, nên các bạn cũng không cần phải mang vác quá nhiều đồ ăn thức uống, tại một số hãng máy bay người ta cũng không có cho đem lên. Tiếp theo là hành lý ký gửi. Thì như các bạn biết, mình đi du học thì trước tiên là những gì mình liên quan tới học tập. Đây đây là cái box mà đựng những cái loại là bút viết hay là cái gì đó, gom tẩy này nọ mình mua ở Việt Nam, thì hiện tại đã 5 năm rồi mình vẫn còn giữ nó như mọi người, và mình nghĩ nó rất là hữu dụng. Nó giá của nó cũng khá mềm nữa, mà nó có thể bỏ được rất là nhiều thứ ở trong đây luôn. Thì để mình lục ra cho các bạn coi nhé, thì thật sự trong đây á, bút viết của mình á, mình đã 5 năm mình cũng đã xài bút hết mực hết rồi, nên bây giờ những cái bút trong đây thì là đa phần là mình đã mua mới ở Mỹ, nhưng mà ngày xưa mình đem rất là nhiều nha các bạn. Chẳng hạn như là bút bi, bút bi thì mình có thể đem theo là 5-10 cây. Bút bi bên đây á, không có mắc, nhưng mà tại sao mà mình nói các bạn nên mua bút viết sẵn, tại vì á, khi mà các bạn mới tới, các bạn không có xe, chẳng lẽ các bạn phải ra chợ đi siêu thị mua này nọ nữa, cũng gọi là mất thời gian, với lại chắc chắn là nó sẽ mắc hơn ở Việt Nam rồi. Chẳng hạn như cây bút ở bên Mỹ á, ví dụ 1 đô thì nghĩ là 20 mấy ngàn tiền Việt, nên mình nghĩ 20 mấy ngàn tiền Việt các bạn cũng mua được chứ 3 4 cây, 4 5 cây ví dụ như vậy, thì nó cũng lợi hơn cho các bạn thôi. Nên bút bi mình mua khoảng tầm 10 cây bút bi. Rồi bút đỏ bên đây á mọi người, bút nước màu đỏ, màu cam, màu xanh này nọ, nó không có đẹp, mẫu mã đẹp như ở Việt Nam đâu. Thì mình khuyên nếu các bạn nào thích bút nước, bút đỏ, bút xanh, bút cam, bút đen gì đó thì các bạn mua theo. Đây đây là cái bút dạ quang, đây là cái bút chính hãng ở Việt Nam luôn nha mọi người, mình vẫn còn xài và nó vẫn còn mực, thì mình cũng ngạc nhiên là đã 5 năm rồi mà nó vẫn còn mực. Đây là hiệu Thiên Long, mọi người cũng có thể thấy là chữ T với chữ L nè, đây là hiệu Thiên Long nha các bạn. Đây là cái bút lông, bút highlight mình vẫn còn sử dụng, mình mua chỉ có 1 cây thôi thì mình thấy nó cũng hợp lý. Và tiếp theo là cục gom. Đây là các bạn, với bạn cũng có thể thấy được cái chữ gom tẩy, mình mua Việt Nam hình như 2.000 một cục. Thì các bạn cứ vô cái nhà sách nào mình nghĩ cũng có mấy cái loại này hết, thì các bạn cứ mua sẵn. Rồi các bạn đem theo bút chì thì mình khuyến khích các bạn nên theo bút chì mà bút chì chuốt á, tại vì ở bên Việt Nam mình nghĩ là xài bút chì mà bút chì bấm á mọi người, thì người ta xài 0,7 mm, còn qua bên Mỹ thì người ta xài 0,5 thì vậy. Mình không không rõ là bên Mỹ người ta có bán 0,7 y như là ở Việt Nam hay không, nhưng mà bên đây khi mà mình qua mình không thấy, nên mình không có cái bút đó, mình xài không có được bao lâu hết nên mình cũng không xài nữa. Thì mình khuyên á là các bạn cũng có thể mua cái bút chì chuốt nè, rồi các bạn đem theo cái đồ chuốt luôn. Nhưng mà đặc biệt ở Mỹ các bạn nhiều lớp học á, đây là cái đồ chuốt nha mọi người, nhiều cái lớp học á người ta có trang bị đồ chuốt sẵn luôn mà nó bự lắm, các bạn chỉ cần đứng quay 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 thôi là cũng được rồi. Thì mình khuyến khích các bạn đem theo cái bút chì này á khoảng tầm 5-10 cây gì đó, các bạn xài cũng được mấy mùa. Mình đem theo cái đồ bấm luôn nha mọi người, cái đồ bấm này nhỏ xíu à nhưng mà nó rất là hữu hiệu. Chẳng hạn như thầy cô phát cho mình mấy tờ giấy á, mà mình cần có cái đồ bấm mình bấm lại thì không có ai có hết, thì mình phải ra chợ mua hay siêu thị mua, thì cái mất công mình có mình bấm luôn. Và đặc biệt
mình gọi là siêu thị mini ở trong lớp học của mình đó mọi người. Tất cả những cái gì mà liên quan tới học tập hay là những cái dụng cụ học tập đó, thì đa phần các bạn của mình lúc nào cũng đến hỏi Danny, bạn có cái này cái kia không cho mình mượn. Thì mình nhớ là ngày xưa mình học tiếng Anh, lúc mà cái lớp học đầu tiên á, thì có một cái bạn đó người Nhật. Bạn nói chuyện với mình, bạn nói là ta chưa từng thấy người nào mà chuẩn bị nhiều đồ như mày gì đó. Thì lúc đó cái mấy bạn nó cũng mượn của mình, thì mình nghĩ là nó rất là hữu hiệu, nếu mà không có thì các bạn mượn ai đúng không? Rồi, đây nữa, những cái đồ kiện như thế này, rồi những cái đồ kiện như thế này các bạn cũng cần đem theo. Thì cái này mình đã mua ở Mỹ nha các bạn. Tại vì những cái hàng ở Việt Nam mình đã xài hết rồi, thì cái này mình mua ở Mỹ, mà mình nghĩ ở Việt Nam rất là rẻ lắm. Mua ở Mỹ cái này hình như hai hộp mình như 6-7 đồng, chứ 6-7 đồng là mấy trăm ngàn đó mọi người, như trăm mấy chứ, trăm mấy. Thì mình nghĩ cái này mua ở Việt Nam tầm 20-30 là cùng. Tiếp theo là các bạn cần phải có mấy cái folder, chẳng hạn như mấy cái này nè, rồi mình có cái đồ mình gài lại á. Thì mình mua hình như tổng cộng là 5-6 cái gì cái này nè. Ngày xưa mình qua đây mình còn cho bạn của mình nữa, mình nghĩ là 10 cái, mình mua nhiều lắm. Cái folder như thế này nè, rồi mình có thể bỏ giấy vô đây. Hiện tại là mình vốn không xài nha mọi người. Đây, mọi người cũng có thể thấy Made in Việt Nam, mình sử dụng hết nhưng mọi người không có bỏ cái thứ gì hết. Cho dù mình ở Mỹ 5 năm, mình đã có chồng có con rồi, nhưng mà những cái vật dụng mà mình cần thiết mà mình đã từng đem qua mình vẫn còn sử dụng mọi người. Có những điều mà không thể thay thế được nha mọi người. Mọi người cũng không quên á, là đem theo một quyển sổ nhỏ. Trong quyển sổ nhỏ này các bạn ghi lại hết số điện thoại của người thân của các bạn, hoặc là trường học, hoặc là tất cả những cái số điện thoại mà các bạn nghĩ là quan trọng, hoặc là những cái email này nọ quan trọng thì các bạn nên ghi xuống hết. Tại mình đâu có biết được điện thoại mình lỡ khi nó hết pin, ra đường rồi ở Mỹ mà nó bụi nữa thì mình biết hỏi ai bây giờ. Thì lúc đó mình có quyển sổ này mình mở ra. Thì ngày xưa mình đem cái quyển sổ theo á mọi người, mình ghi hết tất cả mọi thứ luôn, nên nó rất là đỡ khi mà mình ra đường á, mình lỡ thì điện thoại mình nó không điện được cho ai á, mình nhờ một cái người nào đó ở trong trường học của mình cũng được, người ta cũng có thể giúp đỡ mình. Ngoài ra thì các bạn cũng nên đem theo một chiếc máy tính Casio nha mọi người. Thì ở bên Mỹ người ta cũng có bán cái máy tính này, ở bên Mỹ thì 10 mấy đồng, 20 đồng gì đó, thì cũng 200-300 ngàn tiền Việt Nam. Thì mình nghĩ là cái Casio này các bạn học lớp 12 xong là các bạn cũng có, ai cũng có đúng không? Thì cứ đem theo đi, tại vì sau này các bạn sẽ sử dụng tới. Chẳng hạn như các bạn học toán, tính toán này nọ, cho dù những cái lớp học toán đơn giản thì người ta cũng cần máy tính. Thì có cái này nó cũng giúp các bạn rất là nhiều, đỡ tốn tiền nữa đúng không? Mình sẽ nói về mắt kính nha mọi người. Nếu các bạn bị cận á, thì các bạn cần phải đem mắt kính theo. Nếu mà thời trang á, làm cho mình 5 cái luôn đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng gì đó để mình mang theo. Tại vì mắt kính á, nó quan trọng lắm, nó giúp cho mình nhìn thấy đường. Bên đây mắt kính rất là mắc, tại vì các bạn phải đi khám mắt rồi các bạn mới đi cắt kính được. Thì hình như là mỗi lần làm như vậy các bạn cũng tốn chắc cũng cả 100 đô. Thì mình nghĩ 100 đô là 2-3 triệu rồi, Việt Nam 2 triệu các bạn cắt cắt được 4 cái mắt kính luôn đúng không? Nên mình khuyên mọi người là cắt mắt kính ở Việt Nam trước khi mà qua Mỹ. Tiếp theo mình sẽ nói về sức khỏe của mình. Ở bên Mỹ mọi người bảo hiểm sức khỏe rất là mắc. Mình không biết là, nói chung là tùy trường đại học người ta sẽ yêu cầu mình mua bảo hiểm sức khỏe, nhưng mà nếu mà các bạn không có bảo hiểm sức khỏe thì mình khuyên mọi người đem theo một số thuốc phòng ngừa là khi mà mình cần tới, chẳng hạn như là paracetamol đó mọi người, mấy cái thuốc mà hạ sốt đó, trong trường hợp mà khẩn cấp đó, thì mình có cái loại thuốc đó mình sử dụng. Mình biết là ở Mỹ á, cái gì cũng có, thuốc thì nó rất là tốt nữa, nhưng mà mình nói rồi, ở bên Mỹ á, là mấy cái đó nó cũng khá là mắc so với Việt Nam, và cũng cần phải đi bác sĩ để khám bệnh để biết được mình bệnh gì để cho thuốc. Hay như mình đau bụng mà mình nghĩ là mình ăn trúng một cái gì đó thì mình nghĩ là mình chỉ cần uống thuốc đau bụng là hết rồi, nhưng mà ở bên Mỹ người ta không có bán thuốc đau bụng đại trà đâu mọi người, mình phải đi khám bác sĩ tốn rất là nhiều tiền nữa. Nên mình nghĩ là các bạn đem theo mấy cái thuốc như là thuốc đau bụng, oxy già, hoặc là băng cá nhân này nọ, mình lỡ trường hợp mình đứt tay, mấy cái thuốc hạ sốt paracetamol này nọ. Đây là hũ thuốc mình vẫn còn sử dụng nha mọi người. Mình 5 năm rồi chắc mình không sử dụng nó nữa, nhưng mà mình có xài một vài lần khi mà mình mới tới Mỹ thôi, nhưng mà lâu lắm rồi mình không có sử dụng lại. Mình cũng vẫn giữ tại vì đó là kỷ niệm mẹ mình đem cho mình. Đây, hũ thuốc Peperin, thuốc đi toilet đó mọi người, chẳng hạn như mình đau bụng quá mình muốn uống cái thuốc này.
Cảm ơn mẹ nhé. Nói về vấn đề vệ sinh thân thể thì các bạn đem theo xà bông gội đầu, xà bông tắm, bàn chải, đây bàn chải rồi kem đánh răng. Thì mình nói rồi, ở Mỹ cái gì cũng có, chỉ cần có tiền thôi các bạn ra siêu thị cái gì cũng có hết. Nhưng mà bước đầu mình mới qua Mỹ, mình chưa có người thân giúp đỡ hoặc là chưa có xe đi lại, thì lúc đó mình có cái gì đem theo thì nó rất là đỡ cho mình. Tiếp theo là đây là vấn đề hơi nhạy cảm, mình nói cho các bạn nữ, mình sẽ nói về những cái phụ kiện cho các bạn nữ, chẳng hạn như là đồ lót, quần lót, áo ngực với lại băng vệ sinh đó. Thì mình khuyên các bạn là nên đem băng vệ sinh rất là nhiều, tại vì băng vệ sinh ở Mỹ cũng khá là mắc, hình như là 5 đô một bịch, mà một bịch là cũng không có nhiều đâu, 5 đô hình như là 100 mấy chục ngàn tiền Việt. Thì mình nghĩ là mình mua ở Việt Nam mình nó 100 mấy mình có thể mua được chắc mấy bịch luôn á mọi người. Thì ngày xưa mình đem theo qua Mỹ là tổng cộng là cũng xài trong vòng 1 năm đó mọi người, mình đem qua mình xài thôi. Rồi quần lót, áo ngực cũng vậy, đem theo một mớ chẳng hạn như 10 cái mỗi thứ để qua đây rồi mình thay đổi. Với lại bên đây quần lót áo ngực thì cũng khá là mắc, nên mình đem qua khi nào mình có điều kiện thì mình mua thôi, chứ mới đầu qua thì mình cũng cần mấy cái đó. Tiếp theo mình sẽ nói về những cái phụ kiện linh tinh, chẳng hạn như là bạn nữ mà các bạn thích làm đẹp á, các bạn cũng có thể đem theo một cái thỏi son này nọ. Về cái vấn đề trang điểm á, thì ở Mỹ mấy cái mỹ phẩm nó rất là đa dạng mọi người, nên mình cũng không có cần thiết đem nhiều đâu. Ngày xưa thì mình đem đúng một cái thỏi son qua thôi để mình đánh cái môi cho nó gọi là nhìn đỡ nhợt nhạt á mọi người, chứ thật sự là mình cũng chả đem như theo hết. Sau này qua rồi một thời gian mình sinh sống rồi, thấy người anh chị hoặc là bạn bè người ta chỉ cho mình xài những cái loại nào nó phù hợp với cái thời tiết bên đây. Mình không nói là sản phẩm mỹ phẩm ở Việt Nam không tốt, nhưng mà theo cái thời tiết ở bên Mỹ á thì nó sẽ phù hợp với một cái số loại sản phẩm. Chẳng hạn như nếu mà mình xài mùa đông là loại gì, mùa hè là loại gì, nghĩ là qua Mỹ thì nó sẽ phù hợp hơn khi mà các bạn mua cái loại sản phẩm ở bên Mỹ. Nhưng mà có một số thứ ở Mỹ mình sẽ không kiếm được, chẳng hạn như là thun cột tóc của mọi người, mà cái loại mà dây thun mà cái màu đen đen đỏ đỏ xanh xanh đó, mà cái loại mà dây loại dây mà các bạn nữ biết đó, nhỏ nè, mà mình mua một bịch là mấy trăm cái rồi mình cột lên đó. Mình cực kỳ thích cái loại đó luôn mọi người, nhưng mà ở bên Mỹ người ta không có bán. Ngày xưa mình đem đúng một bịch qua, mình qua xong rồi cái không biết mình làm mất hay sao mình không còn thấy nó nữa, mà mình tiếc lắm, mình thích nó lắm, mà mình cực kỳ thích xài cái đó, tại vì cột tóc nó không có bị đau đầu mọi người. Tiếp theo á là các bạn nữ mà các bạn thích mà cái phụ kiện như là cột tóc băng rôn hay này nọ, thì các bạn cũng có thể vô cái mấy cái nhà sách hoặc là đi chợ người ta cũng có bán. Đây là những cái băng rôn mà mình mua ở Việt Nam, mình sẽ lôi hết cho các bạn coi. Mình mua rất là nhiều, mình tổng cộng mình mua hình như là 10 mấy cái lần đây, một mớ luôn mọi người. Tại vì mình rất thích mà mình không có kiếm được ở Mỹ mọi người. Mấy cái băng rôn này ở Mỹ người ta cũng có, nhưng mà nó loại cái loại khác, mình không có, mình buộc lên thì mình thấy nó hơi đau đầu của mình, mà mình rất là thích mấy cái loại này mà mình vẫn còn giữ như mọi người. Đã 5 năm mà tất cả những cái này vẫn còn như mới, mình xài mình rất là kỹ, mình giặt khô cho nó sạch sẽ thôi, thơm lắm mọi người. Mình mua rất là nhiều nha, mình còn nhớ mình cho mấy người luôn rồi đó mà vẫn còn dây thun cột tóc này nọ. Thì bây giờ qua Mỹ mình xài mấy cái loại này, nhưng mà mình khuyên là các bạn thích cái gì thì cứ đem cái đó theo, tại vì mình nghĩ là các bạn sẽ không hối hận khi đem những cái thứ đó qua đâu, tức là nó cũng không có làm cho cái hành lý của bạn quá nặng nữa, nên cũng không thành vấn đề. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về quần áo. Thì quần áo bên Mỹ nó sẽ chia ra làm hai mùa là mùa nóng với mùa lạnh. Thì các bạn có quần áo thì các bạn cứ đem theo, mình không khuyến khích các bạn là mua thêm, mua mới. Nếu mà các bạn đã có cái gì thì cứ xài cái đó, đừng có mua thêm, tại vì sau này các bạn qua Mỹ rồi vào những cái dịp lễ này nọ người ta cũng có khuyến mãi á, thì các bạn mua được với cái giá rất là mềm. Quần áo bên đây nó cũng sẽ phù hợp với cái thời tiết bên đây hơn, rồi với lại cái máy giặt ở bên đây nó cũng khá là mạnh nữa, nên người ta sản xuất những cái loại quần áo á nó phù hợp với cái loại máy giặt máy sấy bên đây. Còn nếu mà các bạn đem quần áo Việt Nam qua á thì nó sẽ dễ bị mau xuống màu với lại mau hư mọi người. Chẳng hạn như ngày xưa mình đem mấy cái quần tây á, quần jean qua đây á, nó giặt một hai lần nó bay hết màu rồi mọi người. Nên mình nghĩ là nếu các bạn có quần áo thì các bạn cứ đem theo qua, nhưng mà đừng mua mới.
cứ có cái gì thì xài cái đó thôi. Nhưng mà chẳng hạn như các bạn đem theo quần áo ngủ, tại vì quần áo ngủ á bên Mỹ á nó mắc lắm, với lại nó cũng không có hình, không có mấy cái kiểu cọ đẹp dễ thương như Việt Nam mình đâu, nên quần áo ngủ thì các bạn có thể đem theo chẳng hạn như 3-4 bộ để thay đổi trong 1 tuần rồi các bạn giặt. Rồi quần áo mà mùa hè thì các bạn đem vài cái quần jean sọ, các quần sọ để cho đi đường cho nó đỡ nóng thôi. Rồi áo thun đem cũng không cần nhiều đâu, vài khoảng tầm 5 cái là được rồi, tại vì mình cũng mặc rồi thay đổi rồi mình giặt, với lại sau này mình cũng có thể mua được ở bên đây. Thời tiết vào mùa đông á, thì các bạn cần phải có áo áo lạnh, áo gió. Thì không biết là các bạn đến Mỹ vào cái mùa nào, đôi khi các bạn đến mùa hè hay là các bạn đến mùa đông, nhưng mà lúc nào bên mình các bạn cũng cần phải có một cái chiếc áo lạnh, tại vì mình nghĩ nó rất là cần thiết. Thời tiết ở bên cái bang của mình, ở bang Texas, là mình không biết nó trở lạnh hoặc là trở nóng khi nào mọi người. Đôi khi ngày hôm qua nó đang tuyết rơi mà hôm nay nó đã lên tới mấy chục độ rồi. Đây là chiếc áo lạnh mà mình vẫn còn mặc nha mọi người, đã 5 năm rồi mình vẫn còn mặc. Đây là áo mình mua ở Việt Nam hiệu North Face nha mọi người. Hiệu này á, ở Mỹ á, là cái chiếc áo của mình á, mình nghĩ là không dưới 200 đô đâu. Nhưng mà đối với bạn mình mua bao nhiêu tiền? Mình mua chỉ có 90 ngàn thôi nha mọi người. 90 ngàn tiền Việt thì quy ra tiền đô thì chỉ có tầm 4 đô đúng không? Mình nghĩ vậy, thì có 4 đô thôi. Mà các bạn biết tại sao mình mua cái giá rất là mềm, nhưng mà đây là mình nghĩ là hàng chính hãng đó mọi người, tại vì mình mặc một chiếc áo này thôi bất chấp thời tiết rất là lạnh giá bên ngoài nó rất là ấm luôn mọi người. Thì tại sao mình mua được cái áo này với giá rẻ, tại vì mình mua trong cái shop ở Việt Nam gọi là shop Sida mọi người, là hàng second hand đó, là hàng xài rồi đó. Người ta nhập từ nước ngoài nhập về rồi cái người ta bán đó. Thì tại sao mà mình không mua hàng mới, tại vì á ở Việt Nam mình á mấy cái áo lạnh áo gió các bạn mua hàng mới nó không có đủ ấm đâu, nó không có đủ ấm so với cái nhiệt độ bên Mỹ đâu, nên đa phần á mình vô mấy cái cửa hiệu Sida này nè, mình thấy được những cái hàng mà như là nước ngoài người ta đưa về thì mình cũng có thể mua được, và mình về mình sạch giặt sạch sẽ hơn mình xài thôi. Hiện tại mình đã xài được 5 năm rồi, nó vẫn còn như mới, đâu có gì đâu, vẫn còn đẹp. Nói về mùa đông á thì các bạn cũng không có quên là phải mua mấy cái nón. Mấy cái nón này ở Mỹ mình không kiếm được nha mọi người. Nó rất là xinh xinh và dễ thương. Mình không biết là mình kiếm ở Mỹ ở đâu nữa, nhưng mà nếu mà kiếm được thì cũng là mắc lắm, nên mình mua ở Việt Nam luôn. Mấy cái nón len, đây mọi người, mấy cái nón len. Rồi khăn choàng với lại bao tay. Đâu à, lấy nói có sách mách có chứng nha mọi người. Đây đây, bao tay mình vẫn còn sử dụng nha mọi người. Và như mình nhớ là mình mua 5 cặp bao tay hình như 3-4 cái nón len gì đó, với lại mấy cái áo khoác. Thì mấy cái này nó cũng không có khá nặng lắm đâu, nó nhìn nó phồng lên vậy thôi chứ nó nhẹ hều. Mình cần mấy cái đó đó mọi người. Rồi hành lý còn lại của các bạn thì các bạn đem những gì các bạn thích thôi. Ngày xưa mình mới qua Mỹ á, mình mang theo cái mền nha mọi người, tại vì mình khó ngủ lắm, mình phải đem theo cái gì nó liên quan tới mình, nó có cái hơi của mình mới ngủ được mọi người. Thì mình đem theo cái mền mình mỏng á mọi người, nó mịn mịn á, mình có thể nằm ngủ. Cái đó, giấc ngủ là cái giấc quan trọng nữa để hồi phục sức khỏe nữa, nên mình đem theo chiếc mền mỏng. Thì tùy các bạn thích thì các bạn đem, còn các bạn không thích thì các bạn có thể đem những thứ khác, chẳng hạn như đồ ăn thức uống. Mình biết là ở bên Mỹ khi các bạn mới qua các bạn chưa có hội nhập được với cái đồ ăn ở bên đây đâu, nó khó ăn lắm mọi người, mà là béo quá, chất béo nhiều quá. Nên Việt Nam mình nó thích ăn mấy cái món như là đồ khô hay là bánh tráng hay là nước mắm này nọ, thì các bạn nếu mà còn dư hành lý thì các bạn cứ đem theo, đem các bạn thích cái gì thì các bạn đem cái đó. Đồ khô chẳng hạn như là cá khô hay là mấy cái món khô gì đó các bạn có thể đem được, rồi các bạn chỉ cần nấu một miếng cơm rồi các bạn ăn với mấy cái đồ khô đó cũng được. Rồi mì tôm nữa, thì các bạn mua sẵn một thùng mì tôm để cứu đói những cái lúc mà khẩn cấp quá không có cái gì ăn đó, thì các bạn có một cái tô mì tôm cũng nhớ về quê hương và ăn kiểu ấm lòng đúng không các bạn. Đem theo những cái gì đó mà kỷ niệm về gia đình, chẳng hạn như một tấm hình gia đình mà mình có thể lưu được ở trong máy tính thì cũng được, hoặc các bạn có thể rửa ra để trong một cái album nhỏ hoặc là một cái khung hình nhỏ các bạn để thấy bên mình để nhớ là gia đình mình thì lúc nào cũng theo dõi mình, cũng bên mình, thì nó cũng vui hơn. Mình nhớ là mình mua mới qua Mỹ mọi người, mình khóc một tuần lễ, nói chung là rất rất là nhớ nhà. Mình cứ nghĩ là mình đã gọi là
Give up có nghĩa là bỏ cuộc đó mọi người. Mình nghĩ là mình không thể chịu nổi nữa, mình cứ muốn về Việt Nam thôi. Tại vì mình nghĩ là tại sao, lý do gì mình lại ở đây, lý do gì mình, ba mẹ mình cứ nhắc là đừng quên là lý do gì khiến con muốn đi Mỹ, lý do gì con khao khát đi Mỹ. Con đã qua được tới bển rồi thì con phải cố gắng, biết là cuộc sống nó khó khăn rồi, biết là nhớ như quê hương gia đình thì các bạn cũng phải cố gắng vượt qua. Thì mình khuyên mọi người á là các bạn có thể đem theo một tấm hình để nhớ, đỡ nhớ, và các bạn cũng có thể đem theo một quyển sách tiếng Việt để các bạn có thể đọc, để cảm giác như là cái tiếng Việt vẫn còn ở trong lòng của mình. Đây, mình đem theo quyển sách này nha mọi người. Và chủ nhân của quyển sách này làm ơn lên tiếng nhé, em trai của mình. Đó là em trai của mình nha mọi người. Quyển sách này em trai mình mua tặng mình lúc mà mình chuẩn bị lên đường đi du học Mỹ. Thì em trai mình nói lúc nào cũng đọc quyển sách này để gọi là nhớ về gia đình, nhớ về em. Em trai của mình tặng cho mình quyển sách này, mình vẫn còn giữ tới giờ. Cho dù sách vở của mình nó nhiều, sau này mình bán bớt, tại vì nó hoặc là mình cho người ta bớt của mọi người, nhưng mà mình không bao giờ bỏ hoặc là cho ai cái quyển sách này hết, tại vì đó là kỷ niệm của em trai mình tặng mình. Thì lâu lâu mình ngồi rảnh rảnh, mình buồn buồn hay là vui vui gì đó đó, mình lấy ra mình đọc, mình thấy nó cũng hay lắm. Nó không hay vì quyển sách hay, mà nó hay vì nó là một quyển sách ý nghĩa đối với mình. Đó là tất cả những gì mình có thể nghĩ ra được để chia sẻ cho các bạn, giúp các bạn có một chuyến hành trình đến nước Mỹ thật là thuận tiện nhất có thể. Cũng mong là các bạn đến với nước Mỹ mau chóng hòa nhập với cuộc sống ở đây. Video của mình hôm nay đã hết rồi. Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu các bạn thích cái kênh của mình thì đừng quên nhấn nút đăng ký và chia sẻ ra cho tất cả mọi người cùng coi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.